nếu bạn vẫn cho rằng chỉ quả chuối hay chuối hột ngâm rượu mới tốt cho sức khỏe thì bạn đã nhầm bởi phần lớn các bộ phận trên cây chuối trong đó có thân chuối đều rất tốt cho sức khỏe bạn có thể tham khảo ngay hàng chục tác dụng tuyệt vời của nước từ thân chuối hột sau các loại nước từ thân chuối hột nước dỉ ra từ cây chuối cũng hỗ trợ phòng trị nhiều bệnh ở nhiều địa phương phần thân chuối hột non chỉ được dùng để làm nộm làm rau ăn sống Thậm chí có nơi dùng cây chuối để cho gà, vịt, lợn ăn, tuy nhiên, nếu là chuối hột thì phần thân có rất nhiều công dụng cho sức khỏe. Trong đó, người dùng cần đặc biệt chú ý đến các loại nước từ thân chuối hột. Hiện có 4 loại nước từ thân chuối hột chính mà mọi người cần lưu ý gồm. Nước nhựa từ thân chuối hột cây chuối khá nhiều nhựa nên loại nước đầu tiên mà chúng ta kể đến là nước nhựa của cây đây là loại hỗn hợp giữa nhựa chuối có màu hơi đục và nước trong thân nước này thường chảy ra ngay sau khi chúng ta cắt vào thân cây chuối hoặc chặt cây chuối nước dỉ ra từ cây chuối hột loại nước thứ hai là nước trong chảy ra từ thân cây chuối hột để lấy nước này người ta có thể dùng ống nứa đâm sâu vào cây chuối hột bỏ một chút nước đầu dính nhựa đi phần nước chảy ra sau đó trong và có vị thanh mát khá dễ uống hoặc cũng có thể lấy nước chảy dỉ ra từ thân cây bằng cách chặt ngang cây khoét bỏ một đoạn lói úp bát để qua đêm cho nước chảy ra đến khi uống chỉ cần gạt nhẹ bỏ phần nhựa nổi phía trên là được nước ép từ thân chuối hột loại nước từ thân chuối hột thứ ba là nước ép từ thân cây chuối hột như tên gọi để lấy được loại nước này thì người dùng chỉ cần chặt lấy một đoạn thân bóc bỏ phần vỏ già hỏng bên ngoài có thể rửa qua bỏ nhựa cho đỡ đắng cắt thành từng miếng nhỏ cho vào ép lấy nước, nước sắc từ thân chuối hột, loại nước từ thân chuối hột thứ tư mà người bệnh có thể dễ dàng sử dụng là nước sắc từ thân chuối hột. Với loại này, chỉ cần chuẩn bị một đoạn chuối hột tươi, bóc bỏ lớp vỏ già, rửa sạch. Cho vào nồi đun với lượng nước vừa phải, gạn lấy nước đun được để uống là được. Mọi người cũng có thể sắc nước từ thân chuối hột để uống thường xuyên, công dụng của nước từ thân chuối hột với sức khỏe. Như đã chia sẻ ở trên, nước từ thân cây chuối hột có rất nhiều công dụng cho sức khỏe con người. Có thể kể đến những ứng dụng chính đến từ nước từ thân cây chuối hột như, giảm dụng tóc. Nếu dụng tóc nhiều thì bạn có thể dùng nước nhựa lấy từ cây chuối để bôi vào vùng da đầu. Nên bôi hàng ngày, bôi kỹ vào vùng da thưa tóc, các chất trong nhựa chuối sẽ ngăn dụng tóc và kích thích việc mọc lại tóc con. Mỗi ngày tốt nhất hãy bôi khoảng 30ml nước nhựa để đạt hiệu quả cao nhất tán sỏi thận. Mật bàng quang, chuối hột đặc biệt hiệu quả trong việc tán sỏi thận, mật bàng quang, chỉ cần lấy nước chảy ra từ thân cây chuối hột uống một chén vào buổi sáng sớm đan kiên trì liên tục một hai tháng rồi đến bệnh viện tái khám để xem hiệu quả hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường với bệnh nhân tiểu đường thì chỉ cần lấy một chén nước dỉ ra từ thân cây chuối hột uống vào buổi sáng lúc bụng đói nước chuối sẽ làm ổn định lượng đường trong máu để ngăn bệnh tăng nặng biến chứng trường hợp cảm thấy nước từ thân chuối hột quá khó uống thì có thể cho thêm một chút mật ong tránh cho đường kính hoặc đường thốt nốt vì sẽ không tốt với tình trạng bệnh, giải quyết tình trạng nóng quá phát cuồng. Nếu thấy đầu óc quay cuồng, người mệt mỏi vì nắng nóng thì có thể lấy nước chảy ra từ thân cây chuối uống để giải nhiệt. Khi uống có thể cho thêm một chút đường để hương vị thơm ngon, hấp dẫn hơn, hỗ trợ điều trị các chứng bệnh về thần kinh. Theo y học Ấn Độ thì nước nhựa của cây chuối hột có thể dùng để hỗ trợ điều trị các chứng bệnh về thần kinh như Icteria và động kinh. Thành phần trị bệnh hiệu quả nhất là nhựa cây nhưng người bệnh có thể uống nước nhựa vì rất khó lọc riêng nhựa cây và nhựa chuối hột thường chát. Rất khó uống, nước từ thân chuối hột giúp giảm cân hiệu quả, giảm cân, với những bạn muốn giảm cân thì nước từ thân chuối hột cũng là giải pháp tuyệt vời. Bởi trong nước ép thân chuối có một số hoạt chất có khả năng đốt cháy calo và luôn tạo cho dạ dày có giảm giác no. Chỉ cần lấy một đoạn thân chuối hột tươi, cắt nhỏ, rửa sạch, cho vào máy ép lấy nước là bạn đã có một thức uống mát bổ. Giảm cân hiệu quả rồi, phòng ngừa táo bón, nếu dùng quá nhiều chuối hột xanh thì sẽ gây táo bón. Tuy nhiên, nước ép chuối từ thân chuối hột lại là giải pháp chống táo bón hiệu quả, các chất có trong nước ép từ thân chuối hột có thể kích thích hệ tiêu hóa, tăng giữ nước trong ống tiêu hóa để phòng ngừa táo bón, giảm axit dư thừa trong dạ dày, axit dạ dày là chất xúc tác quan trọng trong quá trình tiêu hóa thức ăn. Tuy nhiên, nếu dạ dày tiết ra quá nhiều axit thì chất tưởng chừng như không thể thiếu này lại có thể bào mòn hàng rào bảo vệ của dạ dày. Tăng nguy cơ mắc bệnh dạ dày hoặc khiến bệnh tăng nặng, dễ biến chứng hơn, rất may chúng ta hoàn toàn có thể loại bỏ axit dư thừa trong dạ dày bằng nước ép từ thân chuối hột. Hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày, không chỉ loại bỏ axit dạ dày dư thừa, nước ép từ thân cây chuối hột còn có tác dụng kích thích sự tăng trưởng của lớp màng nhầy ở thành trong của dạ dày. Qua đó, hàn gắn các vết loét ở dạ dày và bảo vệ thành dạ dày tránh khỏi tình trạng viêm nhiễm. Hỗ trợ điều trị viêm đường tiết niệu, nước từ thân chuối hột cũng có khả năng tiêu viêm hiệu quả. Do đó, nó còn được dùng trong việc hỗ trợ điều trị viêm đường tiết niệu, tốt nhất người bệnh nên uống từ 1 đến 2 cốc nước ép từ thân cây chuối hột mỗi ngày hạ huyết áp, người bị cao huyết áp cũng có thể dùng nước từ thân chuối hột bởi thực tế đã chứng minh rằng nước ép thân chuối hột có khả năng điều hòa huyết áp và đặc biệt tốt với bệnh nhân cao huyết áp. Tăng cường hệ miễn dịch, không chỉ quả chuối mà nước ép từ thân cây chuối hột cũng chứa hàm lượng kali cao. Do đó, nó có thể tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể, bảo vệ sức khỏe một cách hiệu quả cầm máu, chất làm xe trong nước từ thân chuối có tác dụng làm đông máu, do đó, nếu bị chảy máu ít ít thì bạn có thể dùng ngay nước từ thân chuối hột để rửa vết thương. Trên đây là một số ứng dụng của nước ép từ thân chuối hột, bạn có thể tham khảo để áp dụng ngay khi cần. Chúc bạn và gia đình luôn khỏe mạnh.